Ngày 24 tháng 9 năm 2017, hơn 300 người dân và các bạn học sinh sinh viên thủ đô Hà Nội đã tham gia giải chạy Run Together tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là hoạt động từ thiện do tập đoàn Marriott International phát động hàng năm nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng cho các hoạt động từ thiện tại địa phương. Năm nay, sự kiện do khách sạn Marriott và Sheraton Hà Nội tổ chức, khoảng 150 triệu đồng thu hút từ giải chạy này sẽ được Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam dùng hỗ trợ xây dựng bếp ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Thông qua chương trình, những viên gạch nhỏ tạo thay đổi lớn, dự kiến bếp ăn có diện tích 60m2, phục vụ 120 học sinh của trường sẽ được xây dựng vào tháng 10 tới.